Mỗi lần nổ máy con này thì nó đều có cảm giác rất là lăng lăng anh em. Lăng lăng như uống rượu vậy đó. Rất là nhẹ luôn nha. Cực kỳ nổ. Đây à, à. Thử lại đây, làm khác được rồi. Thôi nha. Tính kêu qua à. Ok, xin chào tất cả anh em ha. Là Thiện đây. Chúng anh em đây, Thiện đang có một con máy cắt cỏ Echo SM520, chùm cuối của thương hiệu Echo trên toàn cầu nha anh em. À thì Echo SM520 thì trong thời gian qua thì anh em thấy Thiện lên video rất nhiều. Thì đa số khi anh em mua máy á thì đều lên video ha. À, rồi thứ nhất á, là con này nó giá của nó khá là cao ở Việt Nam mình. Tính ra là rẻ hơn so với thế giới rồi nha anh em. Nhưng mà so với mặt bằng chung ở Việt Nam mình thì nó cũng thuộc là top 1 rồi anh em. Bởi vì những con máy mà ở Việt Nam mình, những con máy chính hãng nha, cao cấp luôn á, thì nó cũng rơi vào tầm khoảng của những thương hiệu nổi tiếng như Estin, Humana, Echo, Sinaiwa hoặc là Kawasaki á, thì nó cũng rơi vào giá tầm khoảng 5 triệu mấy cho đến 7 triệu là cao anh em. Nhưng mà riêng Echo SM520 này thì nó có mức giá hiện tại là 13 triệu. Với mức giá này anh em có thể mua được 2 đến 2,5 những mẫu máy chính hãng khác nha anh em. Đó nên những anh em nào mà có nhu cầu kinh tế, gọi là có cái mức kinh tế giới hạn, hoặc là chúng ta chưa thoải mái về cái mặt kinh tế, thì Thiện khuyên anh em nên, chẳng hạn như anh em mua một con Echo SM520 đúng không, thì Thiện khuyên anh em nếu kinh tế mình chưa có đủ điều kiện, hoặc là chúng ta muốn mà nó sẽ hiệu quả công việc cao hơn, rồi được khối lượng công việc nhiều hơn, thì luôn luôn khuyên em thì anh em mua 2 con Echo E46 hoặc là 2 con Sinaiwa E43 đó, thì nó sẽ cho cái khối lượng công việc làm nhiều hơn, hiệu quả công việc chắc chắn nó sẽ nhiều hơn một con SM520, nó được chắc chắn rồi nha anh em. Nhưng Echo SM520 nó mang lại cho anh em một cái khác mà những con máy khác không có, đó chính là đẳng cấp. Thật sự là như vậy. Riêng con Echo SM520 này ở thị trường nước ngoài có thể nó là thông dụng và nó có thể nó là không là cái gì hết, bởi vì bên nó mức sống nó cao anh em, đúng không? Bên đó 1.000 đô với họ thì nó chắc cũng không có nhiều lắm đâu, nhưng mà ở Việt Nam mình 500 đô, 1.000 đô thì nó nhiều anh em. Đó, con này thì tính ra tiền Việt thì nó cũng tính ra tiền Mỹ thì nó cũng 500 đô anh em, hay còn 500 đô con này. Thì ở Việt Nam mình 500 đô thì nó cũng rơi khá lớn, hoặc là không phải là nhỏ. Nên những anh em này mà xác định mua cho SM520 thì đa số là những anh em, thứ nhất là không quan tâm về cái khối lượng công việc mà 13 triệu làm được ha, đúng không? Bởi vì nếu anh em quan tâm về 13 triệu làm được gì á, thì anh em mua 2 cái máy Echo E46 chắc chắn anh em sẽ làm được việc hơn là một con Echo SM520, đúng không? Đó, đây chắc chắn ai cũng biết, ai cũng rõ anh em đó. Nhưng mà cái SM520 nó lại mang lại cho anh em một cái trải nghiệm khác, một cái cảm giác khác và một cái đẳng cấp khác, đúng không? Mình chắc chắn rồi, một máy rất là hầm hố và sản xuất, phân phối, cung cấp riêng cho thị châu Âu, thì nó là một cái gì rất là khác biệt so với phần còn lại của những con máy rẻ đó anh em ha. Đó, thì con này thì chốt cho anh khách ở Bạc Liêu. Không biết những đơn vị khác thì đã bán cho ở khách ở Bạc Liêu chưa, nhưng mà riêng ở bên cửa hàng Thiện thì chưa bán cho khách ở Bạc Liêu con này anh em. Bên hàng Thiện thì bán Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng thì có rồi, chứ còn mà xuống Bạc Liêu thì chưa có anh em. Hiện tại con này là con đầu tiên bên Thiện bán xuống Bạc Liêu cho anh khách ha. Và giá hiện tại nó là 13 triệu nha anh em. Rồi giờ Thiện sẽ lắp cái tay lái vào và nổ thử cho anh em nha. Lúc đầu tôi tâm sự anh em một tí thôi để anh em mình hiểu rõ hơn. Còn anh em nào mà ví như tiền nhiều để làm gì thì ok, cứ bỏ nó 20 mà dùng anh em ha. Hoặc là những anh em nào mà không quan tâm về khối lượng công việc thì 520 là một lựa chọn, không còn lựa chọn nào tốt hơn nữa anh em. Có nghĩa là anh em không quan tâm về khối lượng công việc mà 13 triệu mang lại cho anh em nha. Chứ còn mà khối lượng công việc của con 520 này, nòng 44 ly này, chắc chắn khối lượng nó làm việc được việc hơn những con máy nòng 44 ly khác. Nếu anh em so sánh hai con máy không so sánh giá tiền ha, so sánh phân khúc không hết công suất, so sánh con máy thì chắc chắn 520 nó làm được việc hơn, bởi vì công suất rất là lớn anh em. Nó nòng 44 ly ha, 50.2 cc, công suất của nó hình như thì nhớ không nhầm là 2.88 ngựa lận, rất là mạnh ha. Đó, nhưng mà chúng ta nếu mà chúng ta xét về 13 triệu mà làm được gì á, thì hai con máy khác nó sẽ làm được việc hơn chắc chắn rồi ha. Đó, con này nó sẽ có nhiều cái ưu điểm khác mà những con máy tầm tiền trung bình hoặc là cao cấp của những hãng khác không làm được. Đó là về công nghệ nè, về thiết kế nè, về công suất nữa anh em ha. Tuy là quả piston 44 ly như những hãng khác nhưng công suất là lớn hơn. Đó thì nó ăn về các công nghệ nữa anh em ha. Rồi. Đây, giờ thì mình gác cái vò vô đây để nổ thử nha.
Hôm nay thì tiếng nổ nó hú hú nghe đẻ lắm anh em. Đây, máy echo thì mình chơi nhớt echo luôn đi cho nó xịn sò con bò anh em. Hôm nay thì phai lùi lùi anh em nên nó hơi đậm một tí nha. Chứ còn đúng ra thật sự thì anh em nên phai ra canh lớn để cho nó chuẩn hơn. Thì nhớ echo này hiện tại đang có mức giá là 195.000 một chai, 5 chai là miễn phí vận chuyển và 10 chai thì tặng một chai cho anh em mình sử dụng ha. Nhớt slow smoke cực kỳ ít khói. Rồi. Vô. À, chạy xăng, chạy xăng, chạy xăng. Mà không kỹ rồi anh em ơi. Thử làm nó nữa. Rồi. Vẫn chưa kỹ lắm á. Rồi, cho xăng vô nha. Trong ngực nó lộn cái túi đi, nó khỏi bị chạy xăng qua kia. Rồi, ok. Thật sự thì cho RM thì cũng nổ, có cơ hội nổ máy rất nhiều lần rồi à, nhưng mà chắc chắn rồi, một máy 13 triệu thì lần nào nổ máy thì nó cũng cho chúng ta một cái cảm giác khác hơn anh em à. Rồi, ok. Giờ thì công tắc nè à, chúng ta chỉ chơi công tắc trước nha. Công tắc thì chúng ta phải bật lên nha anh em. Bật lên à, bật lên là bật, bật xuống là tắt. Đây lỗi giùm Thiện nha. Cho anh em mà bật đi bật đi giật nổ mà anh em bật xuống là tắt máy nó không có nổ ha. Đó, bật lên là bật nè. Khóa ga lại nè. À, anh em lại gần lại đi để chúng ta mình xem cho nó rõ cái về cái phần công tắc này nha. Đây là cái công tắc này. Anh em lưu ý thì nha, bật xuống là tắt nha. Bật lên là mở nè. Đây là cái khóa ga nha anh em. Hỗ trợ hoạt động máy. Đây, anh em quay bên hông rồi nè, chúng ta sẽ nói rõ. Bóp ga cho nó lại tới nè. Nó sẽ giữ ga lại tầm khoảng 30-40% ga để nổ máy dễ dàng hơn cho những thị trường khí hậu lạnh nha anh em. Bởi vì con này sản xuất riêng cho thị trường châu Âu mà bên đó không khí rất là lạnh ha, nên đa số cái con nào cũng phải giữ ga như thế này rồi mới giật nổ để cho nó dễ nổ hơn. Để thì thử luôn cho anh em mình xem tham khảo nha. Bơm xăng nè. Đây, bơm xăng thì vị trí này nha. Dưới này có đấm bơm rồi nè. Đó, chúng ta bơm xăng nè ha. Rồi, đóng e nha. Đóng e là gạt xuống nha anh em. Gạt xuống là đóng e, gạt lên là mở e ha. Ở đây anh em thấy có phần nhựa bắp chuối này rất là to, khác biệt hoàn toàn so với những mẫu máy ở Việt Nam mình ha. Đó, cái bắp chuối này anh em sẽ thấy được trên những mẫu máy công suất lớn của những thương hiệu nổi tiếng ở thị trường nước ngoài ha. Thì châu Âu thì nó làm bắp chuối cỡ này hết anh em. Bởi vì nó là bắp chuối to như thế này á, nó mới nhét được những cái cục cao su trong đun vào và dùng máy nó sẽ êm ái hơn, nhẹ nhàng hơn. Vì hôm nay nó trang bị giật tỉa lực anh em, nó giật rất là nhẹ ha. Thật chứ thì ngồi đây giật cũng được luôn á, không cần đứng, không cần lấy thế luôn ha. Giật rất là nhẹ anh em mà. Đó, à, ho liền nha. Đó, anh em giữ ga nó sẽ ho liền. Bắt đầu chúng ta mở e lên và giật tầm khoảng 1-2 cái nữa nó sẽ nổ. Đó, bóp ga là xong. Nó đơn giản đúng không anh em? Xăng chưa lên đều anh em, chế mới nên chúng ta phải để nó ổn định thêm một hồi để xăng cho lên đều đều một tí. Thì nó là dữ rồi. Thì đi mồi nó dữ luôn anh em. Đây, nổ lại thì nó có thể lực. Anh em giật này, nó căng lên nè. Hít nhẹ là nổ luôn á. Đây, nó rất là đơn giản luôn. Đây, kéo căng lên nè. Qua à. Trang bị giữ lực cho anh em nên em giật rất là nhẹ. Rất là ok đúng không anh em? Đó. Mỗi lần nổ máy con này thì nó đều có cảm giác rất là lăng lăng anh em. Lăng lăng như uống rượu vậy đó. Rất là nhẹ luôn nha. Cực kỳ dễ nổ. Đây. Đó, đó. Thử lại đi làm khác được rồi. Thôi nha. Tính kéo qua. Thôi. Kéo qua rồi cho nó không nổ mà không được nè. Kéo qua là nổ, kéo qua tục là nổ rồi. À. Đó, không. Cứ giật qua là nổ. Rồi, ok.
Thì con này anh em là gọn ra đi thì chúng ta xem thử những cái linh kiện phụ kiện của nó nhé. Trên máy anh em sẽ được một cái tem nè, ha, tem Japan Technology. Trên những con máy mà sản xuất tại nhà Yamabiko đều có cái tem này hết anh em. Đó, Yamabiko Corp này, con này thì sản xuất năm 2017 nhé. Đó, và những cái thông tin của máy nào là địa chỉ nhà máy Yamabiko này, nói chung tùm lum tà la hết thông tin của máy anh em. Nó bị chỉnh lực nè, ha. Đó, đây là cái đế, đế dưới bằng nhựa nhưng rất là cứng nha anh em. Dưới bằng nhựa không lông bể đâu, yên tâm. À, trong này nó sẽ có hai lớp lọc nha, một lớp mút và một lớp giấy. Nó sẽ trang bị cho anh em một cái bộ chế Wombro nha anh em. Đây, nhìn thấy rõ. Đó, Wombro nhưng mà kiểu máy cưa á, nên anh em thấy nó lên ghe rất là nhanh, rất là bóc máy đúng không? Đó, Buri này là Buri 8i luôn nha anh em, Buri xịn nhất hiện tại luôn rồi đó. Rồi, trong này thì nó sẽ kèm cho anh em một cái phiếu bảo hành của hãng nè. Đó, series con này là năm số đuôi là 10224 nha anh em. Tương ứng phía trước đây. Đây, series nó sẽ đều chiếu tới đây. Đó, anh em thấy rõ không? Yeah. 10224 nha. Đó, cái series nó ở đây nha anh em. Một cái máy trắng cỏ. À, đó, anh em thấy không? Cái máy trắng cỏ thật sự là hai cái anh em. À, nếu anh em xài dao, dao anh em. Trong máy nó sẽ cho anh em một con dao dao ba lưỡi anh em. Đây, dao ba lưỡi tam giác đó. Nếu anh em xài dao đó thì anh em lắp cái dao là cái máy trắng nhỏ vào. Còn khi anh em dùng cước á thì anh em lắp cái máy to này để nó chúng ta trắng nó được, nó cũng là dùng được cước nó dài hơn. À, đó, cái này thì cái túi đồ nghề của nó gồm là phụ kiện của Tùng này. Ổ cước tự rút này, ổ tự xẻ đó, ổ cước tự xẻ, rồi cái dao ba cạnh nha, đây này, cho anh em xem đó, cái dao này, một cạnh này, hai cạnh, ba cạnh, đó, cái bọc dao và cái kiếm, kiếm bảo hộ và một bộ dây đeo rất là kinh khủng anh em, cái dây đeo này mang nhìn như áo dép vậy, rất là kinh khủng. Rồi, ok, SRM 520, Echo, SRM 520 anh em 13 triệu cho anh em nào mà đam mê. Thật sự thì nếu mà dùng này chắc phải có đam mê mới dùng anh em. Còn nếu mà không đam mê thôi mua hai cái máy Echo cũng xấu, dùng cho nó được việc hơn đúng không, chắc chắn rồi. Đó, như lúc đầu thì nói với em rồi, nếu anh em xét về kinh tế, xét về muốn làm được việc nhiều hơn, khối lượng công việc nhiều hơn, chắc chắn hai con Echo 46 nó sẽ làm được nhiều việc hơn một con XRM 20. Nhưng nếu anh em nào mà ở nhà chỉ có một mình, giờ mua hai con Echo 46 thì cũng xài có một con thôi rồi, thôi có một mình thôi, chơi luôn XRM 20 này cho nó đẳng cấp anh em ha. Anh em nào quan tâm về con Echo XRM 20 này thì có thể liên hệ với số điện thoại dưới phần tiền, hoặc là số điện thoại của em dưới phần bình luận thì sẽ liên trực tiếp cho anh em để tư vấn kỹ hơn về mẫu Echo XRM 20 này để anh em xem tiền nha. Anh em xem video cho mình nói kênh một chút thông báo để mỗi lần hoàn thiện review mới anh em sẽ biết rồi xin thông cảm cho mọi người anh em. Xin cảm ơn tất cả anh em xem video và cả anh em view thêm nhé.